trái. Dưới bên trái ở dưới, bên trái ở dưới. Bên trái ở dưới á? Ừ. Chỗ này á? Không không, ở giữa hai cái nhà ấy. Đem đi. Thấy cái gì? Khe ở giữa hai nhà ấy, có thằng vừa chạy ở đấy không? Anh thấy có một thằng ở trong nhà. Đứt lắm. Nó ra đấy, nó ra đấy. Nghe tiếng lẹp bẹp không? Lẹp bẹp là lửa. Vậy mà nó ngồi mỗi cái đầu lên nó bắn được đấy. Mà anh vẫn ở ngoài vòng đấy. Tí cái hàng rào không chạy được đâu. Có hai thằng ở dưới này. Thấy không? Hả? À con anh với nó thôi mà. Hai thằng mà thì đi. Bắn cái nó chạy ra mà. Ấy cái kia loi. Không, vướng. Chả làm gì. Con mẹ kiểu gì chả phải chạy lên đây. Anh ở phải trên mà. Ờ anh lòi đầu ra em còn nhìn cho. Đấy anh nhìn thấy nó. Thêm một tí. Đấy đấy nó vẫn nó đấy. Nằm ngay đây chứ đéo đâu. Anh đứng vào góc bên trái bắn được nó đấy. Đấy nó chạy rồi, nó chạy rồi. Kệ nó, nó vẫn ở cây, đấy. Đâu. Rồi, thắng rồi, tuyệt vời. Ờ thế cái thằng trên nhà nó chạy đâu?